Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Niệm Nhã Kho. Thì với thời tiết khí hậu nhiệt đới ở nước ta hiện nay, thì khi mà mùa hè nhiệt độ nhiều nơi có thể lên đến 40 độ C, rất là nóng bức và oi bức. Có lẽ vì thế mà nhu cầu sử dụng nệm có khả năng làm mát hoặc làm mát nhanh luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng. Thì hôm nay Niệm Nhã Kho xin giới thiệu dòng nệm mới của Kim Cương là dòng nệm Coolless với những cái hạt siêu xanh có khả năng làm cân bằng nhiệt độ. Thì mình xin nói chi tiết về dòng nệm này hơn nhé. Thì phần giới thiệu của mình sẽ có hai phần. Thứ nhất là mình sẽ nói về phần vỏ nệm. Thứ hai là mình sẽ nói về phần ruột nệm. Trước tiên thì phần vỏ nệm các bạn có thể nhìn thấy trước đập vào mắt chúng ta như thế này á, là những cái đường thêu hoa văn họa tiết rất là bắt mắt và sang trọng như thế này. Thì vỏ nệm được làm từ vải mát, khi mà chúng ta sờ vào sẽ tạo cho chúng ta cảm giác là thoáng mát. Nó rất là khác biệt so với những cái loại áo nệm thông thường khác. Thì kế tiếp nữa sẽ là bên trong phần ruột nệm, nó sẽ được bao bọc thêm một cái lớp áo nệm nữa, là một cái lớp vải như thế này, được làm từ vải thun co giãn 4 chiều như thế này, giúp chúng ta ngăn chặn được những vi khuẩn nè, cũng như là mồ hôi của chúng ta để mà bảo vệ nệm sạch khuẩn hơn. Thì phần ruột nệm của chúng ta sẽ có màu trắng như thế này. Thì bề mặt nệm sẽ có những cái hạt siêu xanh như thế này. Thì các hạt siêu xanh nó sẽ được hòa tan trực tiếp vào hỗn hợp cao su thiên nhiên. Cho nên nó sẽ phân bố trải đều rộng khắp các bề mặt nệm cũng như là kết cấu nệm. Thì do nó có hòa vào kết cấu nệm thì nó sẽ không chịu tác dụng của môi trường, nên nó sẽ không bị biến chất hoặc là hư hỏng. Thì hạt siêu xanh này á, nó sẽ có tác dụng là làm mát khi mà tiếp xúc với cái thân nhiệt cơ thể của con người. Nó sẽ có tác dụng là đẩy không khí nóng ra ngoài và đồng thời trữ nhiệt khi mà thời tiết trở lạnh, giúp nệm có khả năng cân bằng nhiệt độ tốt hơn. Thì bề mặt nệm có những cái lỗ thoáng khí như thế này, nó sẽ có ở mặt trên, lỗ tròn nhỏ như ở bề mặt trên và lỗ tròn nhỏ ở bề mặt dưới như thế này, giúp cho chúng ta có thể không khí có thể dễ dàng lưu thông bên trong nệm, giúp nệm luôn thoáng mát. Thì cấu tạo nệm sẽ chia ra làm 7 vùng như thế này, tương thức với 7 nệm chia làm 7 vùng. Thì tương ứng với từng vùng sẽ trên cơ thể, thứ nhất là phần đầu, phần cổ, phần vai, phần lưng, phần hông, phần đùi và phần chân. Thì khi mà chúng ta nằm lên chiếc nệm như thế này thì tương ứng với những vùng, nó sẽ có những thiết kế khác nhau để mà chúng ta luôn cảm thấy thoải mái như nằm trên những chiếc nệm massage và được massage ngay cả trong giấc ngủ. Thì do nệm được làm từ cao su thiên nhiên nên nệm nó sẽ có độ đàn hồi, độ bền và tuổi thọ đạt tiêu chuẩn, giúp người nằm cảm thấy là thoải mái trong mọi tư thế nằm, khắc phục nhanh những cơn đau buốt ê ẩm do nằm sai tư thế. Thì nệm đang có thời gian bảo hành lên đến 15 năm trên toàn hệ thống. Thì bài giới thiệu của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp nhé.